Kính thưa quý vị, hiện nay nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan nghĩ rằng dựng xe máy trước nhà, cửa hàng, quán xá, vào trong chốc lát rồi quay ra liền nên không nhờ người khác trông coi tài sản. Và chính sự sơ hở này là nguyên nhân gây ra những vụ trộm xe chớp nhoáng suốt thời gian qua. Ghi nhận của phóng viên Tiêu Điểm 24 giờ. Mùa dịch Covid-19 kéo theo nhiều khó khăn, cùng với dịp Tết Nguyên Đán cận kề, dẫn đến hàng loạt vụ trộm cắp xe máy diễn ra liên tiếp trong thời gian vừa qua. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, tại địa bàn tỉnh Bình Dương, một vụ trộm xe máy khá manh động và táo bạo khi tên đạo kích trộm xe trước mặt nhiều người và bất chấp nguy hiểm. Theo đó, tên trộm sau khi phát hiện một chiếc xe đang đậu trước tiệm tạp hóa không ai canh giữ nên đã cưỡng chiếc xe ngay giữa thanh thiên bạch nhật, nhanh chóng chạy đi. Đáng nói, vào thời điểm đó hiện trường có sự xuất hiện nhiều người, nhưng tên trộm vẫn ngang nhiên manh động thực hiện hành vi của mình. Với thời gian ngắn đã lấy đi xe máy, mặc dù chủ xe phát hiện nhưng đã muộn. Trước đó, ngày 24 tháng 11 năm 2021, tại siêu thị Tiện Lợi gần khu vực trường Đại học Ngân hàng Thủ Đức, thành phố Thủ Đức, nhiều xe được mọi người dựng phía trước rồi vào siêu thị mua đồ, chẳng ai để ý hay trong xe. Ngay lập tức thấy sơ hở, một đối tượng nam mặc đồ đen, đeo túi, áp sát một chiếc xe máy, bẻ khóa, sau đó chạy giọt đi một cách thản nhiên. Nạn nhân cho biết, lúc này về máy tập trung vào điện thoại, ngồi gần đó nhưng không phát hiện, dẫn đến mất trộm. Khi mà đi đến những cái quán ăn á, thì em thí dụ như người ta quên đưa thẻ xe cho mình thì em cũng sẽ hỏi chú có thẻ xe hay không. Hoặc là khi mà bảo quản xe thì em sẽ cẩn thận là đẩy xe vào cái chỗ trong góc và khóa cái cổ xe lại. Nạn trộm cắp xe trước các cửa hàng tiện lợi hay cửa hàng quán ăn vẫn diễn ra như cơm bữa, con số ngày càng gia tăng. Vì những địa điểm này đa phần có nhiều xe, đông người qua lại nhưng chẳng ai quản lý xe. Người dân thì không có sự đề cao cảnh giác, rất chủ quan trong việc bảo vệ tài sản của mình. Nên vì thế, xe cũng không cánh mà bay theo các tên trộm. Những đối tượng này thì nó có cái thủ thuật để bẻ khóa rất là nhanh. Và những cái vụ mà xảy ra thì tôi thấy rằng là chỉ trong vòng 10 đến 15 giây nữa có thể bẻ khóa một chiếc xe. Do đó, chỉ cần là sự lơ là của chủ nhà hoặc là bảo vệ của các cửa hàng tiện lợi thì chúng sẽ nhanh chóng lấy cái xe đó và tẩu thoát. Và trước khi mà nhắm vào một chiếc xe nào đó thì chúng sẽ điều nghiên chạy qua chạy lại để nắm thông tin và canh cái người canh giữ, và nếu như mà thuận lợi chúng sẽ ra tay ngay. Và một cái tâm lý nữa là của người dân thường là trang bị những cái khóa chống trộm trên xe, khóa điện tử, khóa chống trộm, thậm chí là khóa cùng, và họ nghĩ đó là an toàn nên họ sẽ chủ quan và không trông chừng cái xe của mình, vì vậy mà càng tạo điều kiện để cho các đối tượng này ra tay. Bất kỳ loại khóa nào cũng có cách để bẻ khóa. Đối với các đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp thì việc mở khóa là việc vô cùng dễ dàng. Tại các cửa hàng tiện lợi, quán ăn nên trang bị các thiết bị chống trộm cho khách như dây xích, khóa. Không chỉ thế, cần phải nâng cao kỹ năng quản lý xe cho bảo vệ nhằm tránh các trường hợp giàn cảnh trộm xe. Người dân chú ý quan sát xe, có biện pháp khóa xe hợp lý. Hơn hết, sự ý thức tự chủ động bảo vệ tài sản của mình là trên hết. Bên cạnh đó, hiện nay tội phạm trộm cướp hết sức manh động, nên người dân cần lưu ý giữ kỹ tài sản.